Wow, à. Ồ, giờ đổ hạt sen vô nấu. Giờ là cái hạt sen nó không được bể. À, vậy. Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Tình hình diễn biến Sài Gòn cũng đang diễn biến rất là phức tạp nha cả nhà. Ngày đầu tiên của chỉ thị 16 thì hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV á chia sẻ cho quý cô chú, anh chị và các bạn một cái món ăn, đó là món bún giò nha cả nhà. Đây, bún giò hay là gọi là nuôi giò nữa. Có, nếu mà mình có bún thì mình làm bún, còn không thì mình có nuôi thì mình làm nuôi nha cả nhà. Quá hấp dẫn luôn. Tình hình Sài Gòn đang diễn biến cực kỳ là phức tạp, nên là hôm nay gia đình mình ở nhà giãn cách 15 ngày nha cả nhà. Đó, thì cũng chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn một ngày ở Sài Gòn ra sao, một ngày thực hiện giãn cách xã hội như thế nào nha cả nhà. Đây là buổi sáng, bây giờ là buổi sáng mình ăn món này. Rồi, mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với gia đình Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Rồi, múc ra đi em. Lấy chén đi, lấy chén múc ra. Chén tô hả? Ngon quá luôn. Trồng cây nè, chiều nay mình là sẽ lên mình trồng cây nha cả nhà. Mình trồng rau xanh á. Nói chung là mình ở nhà là được 1.5 tháng rồi đó, hơn 1.5 tháng, gần 2 tháng rồi đó. Tình hình diễn biến Sài Gòn cũng tương đối là rất là phức tạp luôn. Nên là theo chỉ thị 16 á, thì hiện tại là hôm nay là ngày đầu tiên nhật ký Covid nha cả nhà. Đó, quý cô chú anh chị và các bạn không nên ra đường lúc này. Nếu mà ra đường là bị phạt đó nha. Ra đường lúc này là bị phạt đó, là từ 1 đến 3 triệu đó, nếu mà không có lý do chính đáng đó cả nhà. Và em nhìn cái nồi giò em hấp dẫn quá đi. Ủa, cái móng này. Nuôi nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đây, nuôi mình ăn với nồi giò đó. Ai ăn mấy múc nha cả nhà. Nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn. Đó. Quá đã. Ê sĩ ơi. Để sao mọi người có cái cục này không? Đó có đó. Đó. Giò phanh nè. Đó là giò phanh. Chả cá nha cả nhà. Chả cá Lý Sơn. Quá hấp dẫn. Nồi nước lèo suối sung sục, hấp dẫn lắm. Một tô buổi sáng. Rồi bây giờ tới tô của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Mình coi, mình khuấy mỡ, ăn mỡ nha cả nhà. Ôi đây nè. Ôi. Rồi. Có tương cà không? Lấy tương cà sẵn nữa. Cá. Wow. Buổi sáng chất lượng cả nhà không? Đây. Cái đấy. Buổi sáng của mình đây. Thôi mời quý cô chú anh chị và các bạn thưởng thức cùng với gia đình Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Ô của Cuộc Sống Sài Gòn TV đây. Rồi em bỏ miếng rau nha cả nhà. Rau xanh. Hả? Không, ba không ăn tương cà. Wow, cái giò hấp dẫn lắm. Ba lấy cái tương cà ba dẫn cái điện thoại á. Hả? Ba lấy cái tương cà ba dẫn cái điện thoại. À. Ba lấy cái tương cà ba dẫn cái điện thoại hả? Dạ. Ở đây con gái. À, con trai. Ăn đi con. Tình hình là diễn biến là dịch bệnh là phức tạp rồi đó nha.
ở nhà hết nha, đóng cửa nha. Mong hết dịch rồi qua nhà anh Gôn chơi. À, mong hết dịch rồi qua nhà anh Gôn ra hả? À. Thôi mời quý cô chú anh chị và các bạn nha. Wow. Đây là món gì quý cô chú anh chị và các bạn ơi? À, khi sáng là anh muốn nuôi. Bây giờ thì chuẩn bị tiếp theo món đó là món cái nhà đáng đón thử là món gì đây? Hạt sen nha. Em bây giờ em nấu chè hạt sen. Trời ơi. Chè hạt sen này cả nhà ơi. Chè hạt sen với cây nha đam đó cả nhà. Cây nha đam em trồng ở trên lầu á. Ừ, trên sân thượng nhà em á. Ồ, đây là chè hạt sen nè. Rồi, mời quý cô chú anh chị và các bạn tiếp tục cùng em nha. Ui, hạt sen sao nhiều dữ vậy? Sen tươi cả nhà ơi. Có lấy tim ra chưa mẹ? Tim sen nha, đáng lắm nha. Thôi, đại lại cái nồi cơm này rất là đa năng nha. Có thể là nấu chè cũng được đó cả nhà ơi. Nấu nhanh, nấu chè nè, nó bao gồm là chè đậu nè, nấu luôn nè cả nhà thấy không? Rồi cháo, rồi súp, rồi nấu ít, rồi hấp, rồi bánh, rồi trời ơi. Rất là đa năng luôn. Cái nồi này rất là đa năng cả nhà. Còn đây là cái bệ nha đam đó cả nhà. Cái nha đam á. Ờ, đã hái xuống rồi nè. Hái trên sân thượng xuống nè. Nha đam này nấu nước cũng rất là tốt nha cả nhà. Cây nha đam hay còn gọi là cây lô hội á. Cây lô hội đó là người ta, đặc biệt là chị em làm đẹp á, rất cái cây này có chức năng làm đẹp rất là tuyệt vời. Thì cây nha đam này đó thì mình có hai loại, một loại á là của Úc nha cả nhà, một loại là của Úc của ông anh cũng cho trồng thử, và một loại là của Việt Nam. Cái loại bẹ của Úc á thì cái để mình coi thì cái nhánh nào. Đây cái bẹ của Úc á. Bẹ cốt nghe nghe nha. Nó tròn hơn, nó tròn hơn mà cơm nó nhiều lắm, cơm nhiều lắm. Rồi mời cả nhà tiếp tục nấu món chè nha đam với hột sen nha. Sau khi mà em luộc cái hột sen nè quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, nhìn hấp dẫn không? À. Hột sen ngon quá. Bùi bùi. Hấp nồi cơm đó cả nhà, mình luộc mình hấp ở trong cái nồi cơm á. Trời ơi. Ngon dữ vậy. Bùi 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 hạt sen nữa nha. Rồi quá đã. À, còn tới đây đó là nha đam nè. Nha đam đây là bỏ đường nha mẹ. Trộn đường luôn rõ hả? Ôi hấp dẫn không. Nha đam. À, mình riêng đường của mình đổ vô hạt sen nha đam nữa à. Và hấp dẫn nha. Chắc nha đam này ăn được cái gì? Chưa à, còn sống hả? À. Mình tưởng chín rồi nha cái nhà. Ừ, rồi. Ôi. Hạt sen ngon quá nhà ơi, quá ngon luôn. Dạ, ngon á. Từ nãy mình ăn 5-7 hột rồi. Rồi ơi, ngon. Bên ăn hột sen không? Ăn hột sen không? Bùi lóc, bùi bùi bùi. Quý cô chú anh chị và các bạn nào đã từng luộc cái món hột sen này ăn không? Thử không? Thấy ngon lắm. Hột sen hả? Ừ, ăn nữa đi, con ăn nữa đi. Ngon lắm. Lạ lắm rồi. Trời ơi, đầu tiên mình ăn kiểu này luôn á. Ngon. Ngon không? Ngon. Con trai kêu ngon cả nhà ơi, con trai em kêu ngon. Rồi tiếp tục mình sẽ nấu đường, nước đường để đổ vô nấu chè hạt sen với cây nha đam nha quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi đây bây giờ chúng ta rim đường nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đây em rim đường. Rồi đường để mình giống như là mình nấu nước đường đó cả nhà. Để mình bỏ vô hạt sen á. Rồi nhiều dữ đường dữ vậy mà. À nấu cho nó ấy nha. Wow nước đường gì. Cái đường ngọt sật. Đường mà kêu mặn nữa là thôi đó. Dí chạy không kịp với cả nhà nhỉ. Rồi. Đó bây giờ mình khuấy cho cái nước đường nó tan đi nha quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi. Rồi mình thử nước ngọt nó mặn. Ngọt nha. Nước đường ngọt kẹo luôn. Wow, à.
Ồ, giờ đổ hạt sen vô nấu. Giờ là cái hạt sen nó không bị bể. À, vậy giờ đó hạt sen nó không bị nứt ra hả? Ừ, nó còn nguyên hạt sen. Đó, từ mình rim trong đường này cho nó thấm. Có rim mới chập nữa, mình bỏ cái này vô luôn thôi vậy. Nước đúng không? Chín là bỏ. À, cái này nước nó sôi lên hả? Ôi, đây bây giờ là nước đường với hạt sen nha quý cô chú chị và các bạn. Nước đường hạt sen nè, bây giờ mình rim rim để cho nó thấm vô đó, nó keo lại đó. Wow, thì cũng hấp dẫn lắm đó nha. Làm thử hạt thêm nước đường nữa, ngọt không? Ngọt. Quá đã. Đây là chè hạt sen Nha Đam. Nha Đam cũng đã xem xong hết rồi. Đợi cái này nó rim, nó chín, nó gọi là nó keo lại xong rồi bắt đầu mình sẽ bỏ cái này vào. Wow, nồi chè của em bắt đầu đã sôi. Cả nhà thấy được không? Tiếp tục công đoạn là mình sẽ đổ Nha Đam vào nha cả nhà. Rồi, rồi nước Nha Đam. Đổ Nha Đam vào là khoảng mấy chục phút là chín hả mày ha? Chín luôn rồi hả? 10 phút à? À, vậy là chúng ta có được cái nồi chè Nha Đam rồi, hạt sen rồi, quý cô chú anh chị và các bạn ơi. Trời ơi, muốn chè hạt sen. Trời ơi. Nha Đam hạt sen, Nha Đam Úc nha cả nhà. Đó, đây là hiện tại là Sài Gòn đang giãn cách xã hội, thì theo chỉ thị 16 của chính phủ, thì mong á, cuộc sống Sài Gòn TV á, thì mong là nhà nào mình ở nhà nấy nha quý cô chú anh chị và các bạn. Lúc này thì chúng ta hãy chịu khó lúc này đi để cùng với bà con Sài Gòn cùng với chính quyền để mình dẹp con COVID này đi qua một bên đi nha cả nhà, để ổn định lại tình hình. Tình hình nó diễn biến bây giờ khá là phức tạp, nên là mong quý cô chú anh chị và các bạn cũng giữ gìn sức khỏe. Đó. Đây là bây giờ là cái nồi chè Nha Đam hạt sen của em rồi. Đây là nha cả nhà. Ngon không con? Ngon. Nhìn hấp dẫn không con? Hấp dẫn à. Mẹ nấu xong rồi là đem ra con ăn nha. Wow. Nồi chè cũng đã chín. Bây giờ là chỉ có cái mức là chúng ta thưởng thức thôi cả nhà. Quá trời nóng rồi, không có đang. Giờ này là chúng ta chỉ có mức thưởng thức thôi. Múc bớt cái bọt đó cả nhà, cái bọt của cái sôi lên nhá. Trời ơi, nhìn hấp dẫn không? Thèm không cả nhà ơi? Em ship cho nha. Quý cô chú anh chị nào ăn không em ship cho. Trời ơi đó. Rất là hấp dẫn. Rồi vậy là chúng ta đợi nguội xong rồi chúng ta múc ra tô thôi, hoặc là ra ly thôi đó nha. Bắt đầu là từ đó mình thưởng thức. Rất là mát nha. Cây Nha Đam rất là tốt á, hạt sen cũng rất là tốt. Đó. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn bình an và mọi điều may mắn trong cuộc sống à. Con gái thưởng thức trước hả? À?